Vâng, xin chào Hoàng đã đến với channel của mình nhé. Thì đây có một cái quạt này thì clip trước mình đã hướng dẫn các bạn là cách thay cánh rồi. Còn cái quạt này hiện tại là nó là xài cuộn nhôm, nhưng mà nó đã bị đứt rồi nha các bạn. Cái cuộn dây nhôm của nó đã bị đứt rồi. Thay quạt này là quạt thường, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cái cuộn dây nhôm thành cuộn đồng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cách thay và cách chế cái cuộn dây. Cái này không phải chế mà gọi là thay cuộn dây vào, mà nếu mà cái rotor nó không phù hợp thì mình sẽ chế như thế nào cho nó phù hợp để cái quạt nó hoạt động tốt và lâu dài. Như vậy mình sẽ thay cuộn đồng chứ mình không thay cuộn nhôm nhé. Rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành này. Đây các bạn sẽ hạ cái quạt xuống nha, rồi chúng ta sẽ tháo cái con ốc này ra. Đây các bạn sẽ dùng vít này, các bạn sẽ tháo con ốc này ra. Rồi xong rồi sẽ tháo cái nắp này ra. Rồi ok, đây các bạn nhìn bây giờ cái quạt này, cái cuộn dây này các bạn nhìn này, dây này là dây nhôm chứ các bạn, cháy khét đen chân nè các bạn thấy không đó. Đây mấy cái cuộn dây nhôm này xài thời gian dở lắm rồi, cho nên thì hôm nay mình sẽ thay cái cuộn dây nhôm này thành một cái cuộn dây đồng. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tháo những ốc này ra, một con, hai con, ba con, bốn ốc vòng vòng này. Thì mình sẽ tháo bốn ốc này ra. Đây. Một con. Hai con. Tháo luôn con ốc cái cặn phía sau luôn nữa. Con. Chúng ta sẽ tháo 4 con ra nha mọi người. Xong. Một con này, hai này, ba này. Đây, 4 con này. Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ cắt cái sợi dây này ra. Các bạn sẽ dùng kéo. Sử dụng kéo này. Đó, cắt sợi dây này ra. Các bạn cũng cắt cái sợi dây này ra luôn nhé. Sợi dây này. Các bạn sẽ cắt sợi dây này ra luôn. Ta được sợi dây như thế này. Rồi thôi sẽ dỡ cái cuộn này lên. Đó. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đo coi cái cuộn dây này nó cái chiều dây bao nhiêu và đường kính bao nhiêu nha. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi các bạn sẽ nhìn mình lấy thước mình đo này. Mình đo chiều dày trước nha các bạn. Đây các bạn sẽ dùng thước các bạn đo chiều dày nhé. Đây các bạn thấy này. Cuộn dây này là nó có chiều dày. Đây. Chiều dày cuộn dây là 20. Đó các bạn thấy. Đó các bạn thấy kỹ không? Chiều dày là cuộn dây là 20. Xong rồi các bạn sẽ đo tiếp tới đường kính nha. Đường kính này thì bạn sẽ đo một cái cạnh đối diện bên đây qua cạnh đối diện bên đây. Đây cuộn dây này là có đường kính là 44. Đây các bạn thấy không, cuộn dây có đường kính là 44. Đó, đường kính này là đường kính của cuộn dây 44 nha các bạn. Đây là cách mình đo đường kính của đôi chiều dây.
Rồi thì các bạn muốn thay một cái cuộn dây khác mà để cho cái quạt này nó hoạt động tốt ấy, thì các bạn sẽ tìm một cái cuộn dây đồng, này là cuộn dây nhôm các bạn, cầm nó dễ hiểu à. Rồi thì mình sẽ thay một cái cuộn dây đồng là nó có cùng cái đường kính và cùng chiều dày với cuộn dây này. Này là dây nhôm dễ hiểu à. Đây là một cái cuộn dây mà đồng này. Để các bạn cho các bạn nhìn thấy hai cái cuộn dây, các bạn nhìn gì các bạn dễ so sánh này. Đó. Các bạn thấy không? Cuộn dây này đồng là cực kỳ nặng nha các bạn. Các bạn cầm các bạn là cảm thấy chắc tay liền. Đây mình sẽ đo này. Có chiều dày là 20 mi. Rồi, đây các bạn thấy không? Chiều dày là 20 mi này. Đó các bạn đo. Rồi. Giờ mình sẽ đo tiếp đường kính. Đường kính này. Các bạn đo từ một cái cạnh chéo này qua cạnh chéo này nhé. Nói chung này để tới này. 44 này. Đó. Bạn đo hai cạnh chéo này. 44 này. Rồi ok. Thì nó trùng đường kính với trùng chiều dày. Thì các bạn sẽ tiến hành các bạn thay vào. Đó. Đó các bạn, thì sau khi chúng ta đo xong á thì các bạn thấy không? Là cái cuộn dây này là nó 20, đường kính 44, thì cuộn dây này nó 20 cũng đường kính 44 luôn. Thì nếu mà các bạn thay vào thì nó sẽ đồng bộ, các bạn khỏi cần thay cái này. Nhưng mà ở đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyên sâu và nâng cao hơn. Là đây, mình sẽ dùng một cái cuộn dây có chiều dày khác chiều dày với cuộn dây cũ, và nó có cái đường kính khác cái đường kính của rotor cũ luôn. Đây thì mình sẽ đo cho các bạn xem này. Nãy các bạn đo cái cuộn dây kia 20 đúng không? Cuộn dây này 19,5. Đó, đường kính hồi nãy là 44 đúng không? Còn đây mình sẽ đo cuộn này, cuộn đồng nha các bạn, cầm cực kỳ nặng. Hãy các bạn là thấy 44 đúng không? Cuộn dây này là đây, đường kính là 46. Đây các bạn, đường kính 46. Thì bây giờ các bạn, nếu mà có nhiều bạn mà xài cái quạt này chẳng hạn như giống cái quạt này luôn đi, chiều dày các bạn đi mua cái cuộn dây về đường kính 46 và chiều dày 19,5, các bạn gắn vào đó, các bạn gắn vào thì nó cũng vừa đó. Nhưng mà nó quạt, các bạn biết là nó quạt một thời gian ngắn đó, là cực kỳ nóng luôn đó các bạn. Nếu mà các bạn gắn vào thì nó vẫn lên bình thường nha các bạn. Đây các bạn thấy là nó là cái đường kính khác, đường kính thì khác đó, chiều dày nó cũng khác luôn. Đây các bạn thấy không, chiều dày nó cũng khác luôn. Nhưng mà các bạn gắn vào cái này này thì các bạn là biết là nó cũng lên đấy. Nhưng mà các bạn thấy là nó quạt cực kỳ nóng. Đó. Các bạn quạt nó, nói chung là nó luôn cái quạt nó nóng gần luôn đấy. Rất là mau đứt. Cho nên là khi mà các bạn lỡ mua cuộn dây này về á, có khi các bạn đổi đâu có cho, thì các bạn sẽ kiếm một cái cục rotor. Đó, một cái cục rotor. Các bạn đo cũng đường kính của nó là này. Rotor thì đường kính nó sẽ nhỏ hơn cái đường kính cuộn dây tí xíu, 46 chẳng hạn, như này là 45 mấy đó. 45 năm. Rồi các bạn cũng đo chiều dày của nó luôn. Chiều dày này, chiều dày các bạn đo chiều dày là nó, chiều dày nó bằng cái cuộn dây nha các bạn. Chiều dày là cái phần mà gạch sọc này này. Đó các bạn đo cái phần gạch sọc này này. 20 thì lố rồi. 19,5. Đó các bạn đo cái phần gạch sọc này này. Là 19,5. Rồi. Cùng với chiều dày cuộn dây. Thì các bạn thay đồng thời, vừa thay cái rotor này và vừa thay cuộn dây này luôn. Thì đây mình sẽ tiến hành cho các bạn xem. Này mình sẽ bỏ cuộn dây hư ra. Này cuộn dây cùng kích thước cuộn dây hư để đây. Nếu mà thay cùng kích thước thì mình thay vô thì không có gì để nấu. Đấy. Rồi thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình thay. Các bạn sẽ tháo cái cánh này ra luôn.
Con sẽ tháo cánh nó kìa. Rồi. Đây chúng ta sẽ tháo cánh này ra. Đây, mình để cái router như cái cuộn dây đây chứ không thôi hồi lộn dữ rồi. Đấy. Rồi, các bạn tháo cánh này ra. Để đây. Tháo cái phe gài này ra luôn. Cái này. Mình còn thấy là nó sắp vuột rồi nè, mình sẽ dặn vô nó xiết luôn. Tháo cái phe này luôn nha các bạn. Ok. Giờ mình sẽ tháo cốt này ra luôn. Cứng quá. Xách miếng R17 vô cho nó trơn lại. Đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thay cái router. Rồi các bạn sẽ đóng cái router này ra, các bạn sẽ thay bằng cái router này vô. Đây. Xong. Ta sẽ lấy cái cốt này. Các bạn đo từ đây tới đây từ 53 tới 57 các bạn. Đây 58 rồi. Hút. Cho nhẹ lên tí. 55. Rồi ok. Đó, những cái này là những cái năng cao so với các cái clip trước các bạn xem. Ta sẽ bỏ cái ống chỉ vào. Đây. Rồi mình sẽ bỏ cái miếng zone này vào. Rồi thì chúng ta sẽ gắn vào nha các bạn. Đó. Rồi khá là ok. Thì bây giờ các bạn sẽ gắn cái cuộn dây đồng vào đây, cho vào bạc sao này. Đây các bạn thấy này. Rồi như vậy, rồi các bạn sẽ cho vào tương đối vừa, thì các bạn sẽ dặn hai con ốc xíu vô. Ta dặn hai con ốc xíu bên đây với con ốc xíu bên kia. Đấy. Rồi các bạn sẽ dặn hai con ốc xíu vào. Xúc tui ghim. Để các bạn siết vào nhé. Rồi, ok. Ta gõ cho nó nhả bạc nha các bạn. Quỳ khá là ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp dây và thôi. Mình sẽ ráp
sợi dây bạc, với sợi dây bạc này. Đây rồi, cắt dây cho nó bằng nha. Đây mình cắt dây cho nó bằng nha. Sợi dây bạc này. Còn sẽ ghép với sợi dây màu bạc. Rồi chúng ta sẽ dùng bằng keo cách điện chúng ta quấn luôn. Đây rồi sẽ dùng bằng keo cách điện này, ta quấn lại luôn. Đó các bạn sẽ quấn khoảng chừng này. Rồi chúng ta lắp xong, chúng ta bắt đầu lắp cánh nha các bạn. Rồi ok, sau khi xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thử quạt các bạn. Rồi đã bắt đầu dựng quạt lên rồi. Sau khi xong đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử quạt cho các bạn xem. Này. Tắt nha các bạn, bắt gì số 0 tắt rồi đấy. Rồi này số 1 này. Wow, cực kỳ mát luôn các bạn, quá ngon luôn. Số 2 này. Đó. Số 3 nhẹ lên tí. Đó thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách thay cái cuộn dây đồng. Nếu mà cái cuộn dây đồng này nó đứt là 20, các bạn đi tìm cái đường kính mà cái cuộn dây này 44 và cái chiều dây nó 20 thì thay. Thì các bạn nếu mà tìm trùng như cái cuộn dây của mình tìm á thì không nói, không có gì để nói. Ở đây thì mình đã thay cái cuộn dây mà
nó có cái chiều dày là 19.5, đường kính là 46. Nó khác cái đường kính, khác cái chiều dày của cuộn dây cũ luôn. Thì chúng ta tìm một cái router đấy, thì các bạn gắn vào thì nó xài nó mới đúng với cái thiết kế cái quạt, thì nó mới nó nói chung là đúng cái thiết kế cái cuộn dây này. Là mình thay giờ chiều dày là 19.5 thì router nó 19.5 thì nó mới ok, các bạn, nó mới ổn định lâu dài được. Rồi, nếu mà các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Đó các bạn, giờ quạt quạt cực kỳ mạnh, quá ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.